giới thiệu với mọi người đây là quang cảnh trời mưa đục mưa dưới chân cầu vượt Cần Thơ. Mọi người đục mưa rất là đông. Giờ này khoảng 2 giờ chiều các bạn. Nơi dưới chân cầu này mọi người luôn đục mưa thường xuyên. Khi trời mưa thì mọi người, những người không có mưa các bạn, họ đục dưới chân cầu này. Phía bên đây là trời mưa này. Rất là nguy hiểm. Mưa rất là lớn, các bạn, mưa bất chợt. Trời hết mưa thì mọi người đi nha các bạn. Nước ăn hơn nè các bạn.
hết xe nước luôn. Đây là tuyến đường Võ Nguyên Giáp đó các bạn ơi, đoạn khu dân cư Nam Long này, khu dân cư số 8. Sau cơn mưa trời lại sáng. Là khu dân cư Hưng Phú nha các bạn. Còn bên này là khu dân cư của Nam Long nè. Mọi người ở đây bán ốc, bán khía nữa. Điểm bán bánh trung thu nè các bạn. Đây là trước cái này kênh này sen rồi các bạn, bây giờ được móc lên để làm như làm công viên gì đó công trình, tại vì cái khu này là khu đô thị Nam Cần Thơ được quy hoạch đó các bạn. Tòa nhà Tây Nguyên lên đây. Đây là Bình Dương quận 7 các bạn. Đây có hải sản giá rẻ các bạn, ăn cũng được lắm các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây, xin cảm ơn tất cả các cô chú các chị và các bạn đã xem một cái clip đục mưa dưới chân cầu của mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.